ngày môi trường thế giới, ngày nước thế giới, ngày rừng thế giới. Và bản thân tháng này cũng có một ngày lễ lớn, đó là ngày trái đất, ngày 22 tháng 4. Vân vân và vân vân những ngày kỷ niệm môi trường đang diễn ra hàng năm và còn có dấu hiệu tăng dần lên theo năm tháng. Tại sao ư? Relentless advance of climate change on every continent. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Trái đất đang cạn kiệt sức sống chính vì những hành động tiêu dùng hàng ngày của chúng ta. Vậy thói quen tiêu dùng độc hại này đang ăn mòn trái đất ra sao, gây biến đổi khí hậu như thế nào và cần làm gì để ngưng lối sống ấy? Trong video này, hãy cùng nhìn lại về quá trình hình thành và tìm hiểu chủ nghĩa tiêu dùng đang gây tác hại xấu đến môi trường như thế nào, cũng như hướng đi cần thiết cho mỗi cá nhân chúng ta qua bài viết Chủ nghĩa tiêu dùng và ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu của tác giả T-Pex đăng tải trên website Spiderum nhé. Chủ nghĩa tiêu dùng xuất hiện từ khoảng thế kỷ 17 đến 18 với sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu. Đối với chủ nghĩa tiêu dùng, sự tăng trưởng của sức tiêu thụ hàng hóa luôn là mục tiêu tối quan trọng và do đó, đặt trong bối cảnh kinh tế, chủ nghĩa tiêu dùng được xem như là phương thức tích cực để kích thích sự phát triển của kinh tế. Tuy nhiên, cũng trong chủ nghĩa tiêu dùng, hạnh phúc của người tiêu dùng được gắn liền với lượng tài sản sở hữu và mức độ tiêu thụ và theo đó thúc đẩy khách hàng tiêu thụ nhiều sản phẩm nhằm đạt được hạnh phúc. Do đó, đặt trong bối cảnh xã hội, văn hóa, chủ nghĩa tiêu dùng thường được mang ý nghĩa tiêu cực, gây ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống và tạo ra các gánh nặng lên môi trường. Mặc dù đã xuất hiện cách đây từ khá lâu, chủ nghĩa tiêu dùng chỉ thực sự cất cánh từ sau Thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh, Mỹ trở thành một cường quốc về kinh tế. Nền công nghiệp, nhà máy được thừa hưởng từ những tiến bộ mạnh mẽ trong chiến tranh đã khiến cho sức sản xuất trở nên vượt bậc. Người dân cũng được hưởng lợi từ những khoản trái phiếu trong chiến tranh. Và cùng với đó, khả năng tiêu thụ của người dân tăng cao và đời sống đi lên. Ví dụ, vào năm 1942, chỉ có 5.000 chiếc TV được bán ra. Nhưng chỉ trong một năm sau đó, khi nước Mỹ tham chiến, 44.000 chiếc đã được đến tay các hộ gia đình. Và trước năm 1948, con số này đã tăng lên 2 triệu chiếc. Xu hướng này không chỉ dừng lại ở Mỹ, mà còn trở nên phổ biến ở các quốc gia khác do quá trình toàn cầu hóa và những chính sách kích cầu để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh. Từ đó đến nay, không chỉ ở các quốc gia đã phát triển mà ở các quốc gia đang phát triển, xu thế này cũng dần trở nên phổ biến. Năm 2004, có khoảng 1,7 tỷ người thuộc về tầng lớp tiêu thụ, được xác định bởi thói quen tiêu dùng như sử dụng thực phẩm chế biến có sẵn, mong muốn có một ngôi nhà to hơn, nhiều xe đẹp và đắt tiền hơn, sẵn sàng chấp nhận nhiều nợ tín dụng hơn, và cuối cùng là sở hữu nhiều vật dụng không thiết yếu. Tất nhiên là chẳng có gì xấu khi mà chúng ta tạo ra của cải và tiêu thụ chúng. Đó hầu như là động lực thúc đẩy chúng ta đi làm mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, chúng ta thực sự có cần phải tiêu thụ nhiều như vậy không? Khi mà nền văn minh nhân loại còn gắn với trái đất, thì số lượng hàng hóa được sản xuất bị giới hạn bởi tài nguyên mà trái đất có thể cung cấp. Trong hàng triệu năm của nhân loại, chúng ta là thế hệ đầu tiên chứng kiến thời điểm mà lượng tài nguyên trái đất tạo ra hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của con người. Thực vậy, ngày trái đất quá tải được tính là ngày con người sử dụng hết tài nguyên trái đất mà nó có thể tạo ra trong năm đó. Năm 1971, ngày trái đất quá tải đầu tiên rơi vào ngày 25 tháng 12. Và sau 50 năm, năm 2021, ngày này rơi vào ngày 29 tháng 7. Như vậy, vào năm 2021, chúng ta đã sử dụng hết tài nguyên mà trái đất có thể tạo ra trong năm trước khi kết thúc năm đó gần 5 tháng. Và tài nguyên mà chúng ta sử dụng sau ngày trái đất quá tải là của con cháu chúng ta trong tương lai. Với tốc độ tiêu thụ như hiện tại, chúng ta cần tới 1,6 trái đất để duy trì lối sống của mình. Do đó, nếu chúng ta tiếp tục duy trì thói quen sản xuất và sinh hoạt như cách mà chúng ta đã làm từ thế kỷ trước, thì chúng ta sẽ không thể để lại cái gì cho thế hệ sau ngoài một trái đất thiếu sức sống. Rõ ràng là, trong một nền kinh tế mà dầu mỏ, khí đốt chính là xương sống, việc sản xuất một lượng lớn hàng hóa tương đương với việc phát thải nhiều khí thải carbon. Điều này là bởi carbon xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Để dễ hình dung, hãy cùng nhìn vào vấn đề năng lượng. Để một nền kinh tế có thể vận hành được, năng lượng là vô cùng thiết yếu. Tuy nhiên cho đến hiện tại, phần lớn nguồn năng lượng được sản xuất bắt nguồn từ nguyên liệu hóa thạch, mà khi đốt sẽ thải ra khí carbon dioxide, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính, tức là tác nhân gián tiếp dẫn tới những hiện tượng thời tiết cực đoan như là lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, bão lốc xoáy, vân vân và nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khác tới cuộc sống của con người. Ước tính vào năm 2019, có tới 76% lượng khí thải nhà kính xuất phát từ lĩnh vực năng lượng. Chúng ta cần năng lượng để sản xuất hàng hóa, đồng thời cũng cần năng lượng để vận chuyển chúng đến tay người tiêu dùng. Việc chúng ta tiêu thụ những mặt hàng không cần thiết,
đã thực sự tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa và luân chuyển hàng hóa từ khắp các nơi trên thế giới, tạo ra một nền kinh tế phát thải carbon. Một ví dụ điển hình đó chính là thời trang nhanh. Đây là một xu hướng thời trang đã bắt đầu ở châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai và đã thực sự gây ảnh hưởng sâu đối với môi trường trong suốt thế kỷ vừa rồi và cho đến tận ngày hôm nay. Nhìn vào quá trình sản xuất các mặt hàng thời trang, phần lớn các sản phẩm may mặc đều được làm từ các sợi tổng hợp như là polyester, được sản xuất chủ yếu từ việc khai thác và gia công từ dầu thô. Ước tính việc sản xuất một chiếc áo phông làm từ polyester tương đương với việc phát thải ra 5,5 kg khí CO2. Tất nhiên là chúng ta có thể chuyển sang sử dụng các sợi tự nhiên như là cotton. Đây là loại sợi phổ biến thứ hai để gia công các sản phẩm may mặc và có lượng khí thải phát thải bằng khoảng 3/4 so với sợi polyester. Tuy nhiên điều này cũng gây ra tác hại to lớn đối với cả môi trường. Trong quá trình phát triển, vì cotton tiêu thụ một lượng lớn nước và thuốc trừ sâu, mà ngành công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu còn thải ra môi trường một lượng lớn khí thải nhóm nitơ oxit. Đây cũng là một loại khí nhà kính cực mạnh. Tính trung bình hàng năm, ngành thời trang đóng góp tới từ 4 đến 10% lượng phát thải của toàn thế giới. Thời trang nhanh càng làm trầm trọng thêm vấn đề bởi vì tính linh hoạt của bản thân thời trang. Rất nhiều nhãn hàng đề xuất các mẫu thiết kế mới hàng tháng, thậm chí là hàng tuần để có thể thu hút khách hàng, gia tăng doanh số và do đó càng nhiều mặt hàng được tiêu thụ hơn. Nếu như năm 2000, số lượng sản phẩm may mặc được sản xuất ra là 50 tỷ, thì 20 năm sau, con số này tăng lên tới hơn 60%. Thời trang nhanh ngày càng trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi hoạt động mua sắm qua mạng và sự đa dạng các phương tiện vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Do đó, nếu như chúng ta tiếp tục thói quen tiêu dùng các mặt hàng thời trang như hiện tại, thì điều đó sẽ trở nên vô cùng độc hại cho môi trường. Không chỉ thời trang, thói quen ăn uống thừa thãi cũng để lại một gánh nặng lên môi trường. Trong cuộc sống hiện đại, con người càng trở nên giàu có thì họ càng có xu hướng lãng phí nhiều hơn. Trên thực tế, ở các nước phát triển, hơn 40% thất thoát và lãng phí thực phẩm nằm ở khâu bán lẻ và tiêu dùng. Chúng ta thường có thói quen tiêu thụ nhiều hơn nhu cầu thực tế do có tâm lý sợ thiếu và nếu như các sản phẩm không dùng hết thì có thể bỏ vào thùng rác. Tuy nhiên, dưới góc độ vĩ mô, vấn đề chỉ thực sự phát sinh khi rác rời khỏi nhà của chúng ta. Ví dụ như việc vận chuyển rác thải đến các trung tâm xử lý hay là việc phân loại và xử lý các loại rác thải khác nhau. Đối với các quốc gia chưa có quy định rõ ràng hoặc là chưa có cơ sở xử lý và phân loại rác hợp lý, phần lớn lượng rác thải đều sẽ bị xả ra ở các bãi rác. Rác không được xử lý cẩn thận có thể gây ra ô nhiễm nguồn nước và không khí. Trong một số trường hợp như các loại thực phẩm hữu cơ, đây có thể là một nguồn phát thải khí nhà kính rất lớn. Trên đây mới chỉ là hai ví dụ tiêu biểu nhất trong số rất nhiều hoạt động ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu dùng lên trái đất và biến đổi khí hậu. Nhìn một cách tích cực, chủ nghĩa tiêu thụ xuất phát từ việc kinh tế, khoa học và công nghệ phát triển dẫn đến giá thành các loại sản phẩm hạ xuống và việc tiếp cận các loại mặt hàng nói chung trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cơ chế định giá của chúng ta hiện tại chưa hề tính đến chi phí của các thảm họa môi trường có thể xảy ra sau này. Do đó, cách giải quyết vấn đề này nên xuất phát là dịch chuyển thói quen tiêu dùng và sản xuất sang phương thức bền vững hơn. Vậy nên, mỗi khi đứng trước một quyết định mua sắm một sản phẩm, hãy tự xem xét liệu chúng có cần thiết đối với ta hay không và liệu có giải pháp nào thay thế tốt hơn hay là không. Đó là cách chủ động nhất để chúng ta có thể phát triển một cách bền vững và để lại một tương lai sáng cho các thế hệ tiếp theo. Các bạn nghĩ sao về video này? Đừng ngại chia sẻ cùng chúng mình. Link bài viết gốc sẽ được gắn ở phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình là Pink Dot. See ya!